Cứu, cứu ơi, cứu. Sáng ra có chó nào kêu này. Ôi, thằng ngu bị làm sao này. Bị làm sao thằng kia? Em đi rửa dao để gọt chuối, định tí nữa ăn chuối sạch cho mắm tôm. Thế em sao lại ngã đây? Hôm qua tay mình bị bà mệt quá ngã đây. Máy đâu? Đấy, máy rồi. Nó cũng sẽ dự phòng hả? Trời tôi nhầm với mẹ rồi. Này, mày lừa tao thì chẳng qua mày là fan MU đúng không? Mà đêm qua khóc kìa. Từ bà hàng nè. Vâng, xin chào các bạn. Thấy tội không? Nhân viên ở Vavo Studio khổ lắm các bạn ạ. Suốt ngày phải tép pin. Và Khôi ML thì hôm qua phải tép pin đến cái mức mà kiệt sức, người yêu bắt trả bài không trả được. Và rốt cuộc bị người yêu đánh cho không trượt phát nào. Và hôm nay thì mình sẽ chia sẻ lại quá trình để mà Khôi ML tép pin được chiếc Realme 3. Chiếc máy này thì nói sơ qua các bạn một chút, nó là một cái sự khác biệt so với lại cái chiếc Realme 2. Đó chính là việc sử dụng màn hình giọt nước thay vì tai thỏ. Bên cạnh đấy là chip Helio P60 trên tính trình 12 nanomet và pin thì vẫn sẽ là 4230 mAh. Và ở trong phân khúc giá chỉ là 3.990.000. Nó hướng đến ai? Realme đã nhấn mạnh vào hai điều, một là camera, hai là pin. Thì hôm nay bọn mình sẽ kiểm chứng về pin, bởi vì rằng ai có muốn nhu cầu phân khúc này để mà mua cho phụ huynh nghe, gọi nhắn tin, các bạn chạy Grab, các bạn cầm một chiếc điện thoại pin khỏe để phát wifi, lướt mạng, nhận email vân vân, thì liệu Realme 3 có trụ được đến 2 ngày hay không? Ta sẽ giải đáp trong video lần này. Điểm qua một chút thì về thông số thì các bạn sẽ thấy rằng là ở đây chúng ta sẽ có so sánh với những đối thủ khác là Galaxy M20 và chúng ta sẽ còn có như là Galaxy A20. Bộ ba này đều có cái màn hình giọt nước khác nhau một chút. Realme 3 là 6.22 inch HD cộng, Galaxy M20 là 6.3 inch Full HD cộng, A20 là 6.4 inch HD cộng. Trong ba mẫu máy này chỉ duy nhất A20 màn AMOLED, trong khi đấy Realme 3 là màn IPS, M20 là TFT. Cấu hình thì Realme 3 là chip P60, M20 và A20 đều chip Exynos cây nhà lá vườn. Và pin thì M20 lớn nhất là 5.000, Realme 3 là 4.230 và A2 sẽ là 4.000 mAh. Và trong các bài test trước hay bây giờ bọn mình đều làm giống nhau. Thứ nhất là phải sạc pin đầy 100%. Bên cạnh đấy thì bọn mình sẽ để trong khoảng 30 phút để ổn định, sau bọn mình mới rút sạc. Máy không rút, sử dụng phần mềm mới nhất, nhiệt độ phòng là khoảng 25-26 độ, bật chế độ máy bay, chỉ sử dụng wifi. Và các phần mềm sử dụng có trình duyệt mặc định này, YouTube, PUBG, vẫn nhận thông báo từ Facebook và YouTube. Bắt đầu với việc lướt web 30 phút thì pin Realme 3 và Galaxy M20, A20 sẽ tụt lần lượt là 0%, 2% và 4%. Điều này các bạn chẳng có gì lạ, những phần trăm đầu tiên bao giờ sẽ tụt rất là chậm và những phần sau thì sẽ ảnh hưởng nhiều hơn. Và với tác vụ tiếp theo thì ba máy tụt lần lượt là 3%, 2% và 5%. Cuối cùng với nhu cầu chơi game, pin Realme 3 tụt 7%, M20 và A20 đều tụt 6%. Có thể thấy những phần trăm đầu thì Realme 3 tụt khá ít, M20 tụt đều. Trong khi đó thì A20 sẽ tụt ở mức tầm khoảng 4% gì đấy. Và sau 3 giờ sử dụng thì chúng ta đã có một kết quả, đó là Realme 3 còn 79%, M20 là còn 77% và A20 tụt nhiều nhất là còn 69% các bạn nhá. Mình để chế độ chờ thì sau 16 tiếng, bởi vì là bọn mình sẽ nghỉ qua đêm, hôm sau đến văn phòng test tiếp. Realme 3 mất 3%, A20 mất 1%. Tuy nhiên M20 bị một hiện tượng đó là hao nguồn. Sau khi chờ thời gian từng đấy tụt 34%, mặc dù là đã tắt hết đa nhiệm và wifi. Thực tế M20 có một số vấn đề liên quan đến màn hình cảm ứng và cũng như là pin thì đã có phản hồi trên website, một số website bán hàng và bọn mình đã có nhận được. Lần trước Galaxy S10 bọn mình test cũng bị hiện tượng hao hụt pin, nhưng mà lúc đó bọn mình nghĩ là máy có vấn đề nên đã không làm video, nhưng té ra sau đó Samsung xác nhận có lỗi và sẽ khắc phục. Nên lần này thì bọn mình đã thấy có vấn đề lỗi đây, mình bỏ máy qua một bên. Bọn mình tiếp tục test máy như sau. A20 thì máy đạt 9:40 on screen, các tác vụ hao trung bình là 4-5%, 7% cho lướt web, YouTube, chơi game. Và với Realme 3, thời gian sử dụng tốt nhất là 12 tiếng on screen, với thời gian mỗi tác vụ lướt web trung bình 2-3%, xem YouTube 3% và chơi game mất khoảng 6-7%. Với quả pin 4230 mAh, đây là một thời lượng pin sử dụng cực kỳ tốt. Nó có thể nói là tốt ngang với những mẫu 5000 mAh trước đây mình test như Zenfone 4 Max Pro hay là Max Pro M1. Hôm trước mình đã thử test một chiếc Galaxy M20 khác, tuy nhiên nó không bị hao pin ấy, thì M20 sẽ đạt vào tầm khoảng là hơn 11 tiếng sử dụng. Có thể thấy việc sử dụng dư lượng pin là 4230 mAh và chỉ việc gánh màn hình HD cộng, on screen lên tới 12 tiếng của Realme 3 là cực kỳ tốt. Nếu các bạn sử dụng 4G thời gian hỗn hợp thì sẽ tầm khoảng 10 tiếng, hoàn toàn đủ cho các bạn sử dụng đến 2 ngày. Con chip Helio P60 ít tiêu thụ điện năng nhưng đáp ứng tốt nhu cầu các bạn. Mình chơi PUBG khá mát khoảng 35-36 độ. Nhưng mà tất nhiên nó sẽ không thể bật được chế độ đồ họa cao các bạn chơi, mà chỉ chơi ở mức trung bình mà thôi. Thế thì anh em, như vậy là những người nào mà quan tâm về mức pin thì các bạn đã biết được hiệu quả thực tế của nó. Còn về camera chắc chúng ta sẽ cần phải kiểm chứng lại nhờ một người khác, chứ còn Khôi chắc bị người yêu đấm cho bây giờ thì không đi làm được nữa rồi. Và anh em nghĩ sao về cái việc bây giờ các bạn cần điện thoại pin khỏe hay các bạn cần những điều gì? Hãy bình chọn góc màn hình và comment cho mình biết. Và hẹn gặp lại anh em trong các video sau.
Khôi tính cho em. Số này rửa dao đi.